được. Làm chi? Làm chi? Mẹ ơi! Chị ơi, tỉnh lại làm chi? Nó chạy rồi kìa. Làm chi? Con tỉnh rồi hả? Làm chi? À, hồi nãy con bị ngất xỉu á. Con có nhớ gì không? Ngất xỉu hả? Ừ. Nhưng mà tại sao con lại ngất xỉu? Hả? Cũng tại cái thằng này hết nè. Dạ. Con đi đứa cái kiểu gì mà để cho em xỉu vậy hả? Đâu phải tại con đâu, là nó tự nhiên nó chui vô. Cái đầu con xương cục mà. Mày im đi. Ôi phần quá. Chi con, con có nhớ gì không Chi? Dạ thưa ngoại, con không nhớ gì hết. Ủa mà tự nhiên sao con lễ phép bất tử vậy? Tại sao vậy ông ngoại? Gọi liền cho thằng sĩ nó về cho ba gấp, mau lên. Chị ơi chị, con bị sao vậy chị? Con đừng làm ba sợ mà chị ơi. Chị ơi, đừng có làm mẹ sợ mà chị. Làm chi? Không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Không sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà chị này là ai mà nhìn là quắc, bạn này cũng vậy nữa. Là chị Tâm Anh với lại Tâm Ý ở trong nhà mình mà. Đúng rồi đó con. Con không nhớ hả? Chị ơi. Mình không có nhìn lén đâu, mình chỉ coi bạn còn đau không thôi à. Bộ mình có quen biết với bạn hả? Tụi mình là bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn học chung trường, chung lớp với mình á. Thiệt hả? Vậy bạn vô đây đi, bạn đứng ngoài đó mình khó nói chuyện lắm á. Bạn kêu mình vô đây á hả? Đúng rồi, mình đang bụng muốn chết, không có ai chơi đây nè. Bạn vô đi, hai tụi mình chơi đồ hàng hay là chơi búp bê. Với tình hình này là Lam Chi của chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hả? Mất trí nhớ tạm thời? Im coi cho nó nói coi nè. Vậy có cách nào điều trị không cô ba? Có nặng lắm không? Dạ, bị đập vào đầu nặng quá. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mới được. Mọi người để ý đi, Lam Chi chỉ quên Tâm Ý Tâm Anh thôi, chứng tỏ là bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà theo con quan sát thấy chắc cũng không gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần mình chăm sóc con bé cẩn thận. Nhiều người mắc vào chứng này, nhưng mà sau khi một thời gian thì hồi phục hoàn toàn. Vậy có nghĩa là không có sao đúng không? Dạ cái này mình phải theo dõi đến ngày mai mới biết được. Hứa là nó đừng có quên anh nha. Dù trong nói rõ hơn cho ba nghe. Đi. Làm chi ơi. Hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nè. Ừ, bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy đó nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là đồ chơi? Không phải đâu. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Thôi tụi mình đi. Thấy mình đeo đẹp không? Đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ.
Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Có đau quá thì kêu chị nha. Dạ. Sao mình lại bị gì ta? Rõ ràng là mình sắp nhớ ra một cái gì thì phải. Khó chịu à. Mình có cảm giác như mình không phải là mình thì phải. Tâm Anh ơi, bạn đâu rồi? Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Mấy cái này của Lam Chi mà, sao em lấy của Lam Chi? Em có lấy đâu, bạn đó cho em mà. Thiệt không? Thiệt mà. Cho thì được, chứ không có được lấy tùy tiện đâu nha. Nè, cho hồi nào vậy? Hả? Lam Chi? Mấy cái đó là của mình mà. Đừng có mà mơ. Cho con miếng sườn nha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt